Ok, hôm nay mình sẽ đi dự sự kiện 13 năm thành lập công ty Điền Quân. Thì ghé nhà anh Minh Mấm, đạo diễn Minh Mấm, đi chung với Minh Mấm. Đó, đây, anh Minh Mấm đây. Chào, chào. Ok. Thành Nam. Bé Nam Vlog. Ok, bây giờ lên xe, đi thôi. Hiện tại bây giờ bé Nam và anh đạo diễn Minh Mấm đang trên đường đi Vũng Tàu. Hẹn với mọi người, chị Phương Dung nè, diễn viên Hồ Bích Trâm, diễn viên Tường Vi, là hẹn có ai ra ngoài cái quán bánh cọt cây vú sữa ăn trưa, mà ai ra sớm là không có trả tiền, ai ra trễ phải bị trả tiền. Đó, bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi. Nam với lại anh Minh bắt đầu xuất phát từ Sài Gòn đi Vũng Tàu đây. Hẹn mọi người ở quán bánh cọt cây vú sữa nhé. Chào mọi người đang xem kênh của bé Nam Vlog. Chúng tôi rất là hồi hộp, giờ đang chạy mà ngồi trong xe hơi máy lạnh mà đổ hồi hộp, không biết có phải mình người sau cùng để lãnh cái show bánh cọt cây vú sữa không. Hai anh em là căng lắm, tại vì đi vợ cho có mấy chục ngàn à, vợ đi chơi là hai vợ của ảnh cũng vậy, biết mà, đi Vũng Tàu mà không có vợ đi là bà xã là chỉ cho tiền đổ xăng thôi chứ không có cho nhiều, cho nên hai anh em mà ra trễ là hai anh em mà cộng lại là không đủ tiền trả tiền bánh cọt đâu. Cho nên là rất là căng đó. Mà cố gắng tranh thủ chạy nhưng mà vẫn đảm bảo tốc độ, vẫn an toàn nha quý vị. Tại vì sao? Tại vì được cái do trầu bánh cọt mà mất mấy triệu tiền tốc độ rồi chắc chết. Hoặc là còn thậm chí còn cái xảy ra những cái bất trắc nữa nên bây giờ thôi từ từ. Có thể mình bao em Út nó từng về hỗ trợ cũng là những đứa em. Mà hy vọng là tụi nó chậm hơn mình. Đó. Mình là đàn ông. Đúng rồi. Mấy bé đó sao chạy kịp. Đúng rồi. Đèn đỏ hơi lâu rồi, hơi lo nữa rồi, đổ mồ hôi nữa rồi. Đó, hơi căng. căng lắm quý vị ơi. Mà phải cố gắng thôi chứ biết sao bây giờ, nhưng mà chắc chắn sẽ tới sớm, tại vì nghe nói chị Phương Dung là như ngủ về trễ đúng không anh? Đó, chị nói là tới 9 giờ chị mới đi lận. Cho nên là hy vọng sớm được nửa tiếng. Ok, rồi hẹn gặp mọi người ở quán cây vú sữa nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào quán cây vú sữa ha, để coi rồi ai tới trước nha mọi người ơi. Ok. Hello mọi người, mời mọi người ăn bánh cọt cây vú sữa, mà bây giờ cái cây vú sữa không còn, chỉ còn cặp vú sữa thôi. Ăn bánh cọt với bé Nam nha. Ok. Bị lạc đường đó. Ở đây có bánh cọt các bạn, ở đây có bánh cọt nè. Bà đợi ăn rất là lâu, đợi rất là lâu. Lâu quá, giờ cũng lúc vậy. Hồ Bích Trâm nói là Hồ Bích Trâm
bị lạc đường, mà trong khi cái cô Thanh Thánh Thiện á có gửi định vị cho mấy anh em tới đây mà nói lạc đường sao tin được. Bánh gọt cây vú sữa ngon thiệt, cái gì đó biết kết quả rồi đó, là chị Phương Dung phải ứng tiền ra rồi, một hồi Hồ Bích Trâm sẽ trả lại cho chị Phương Dung. Ok, bye.